Anh Sơn là vùng đất chủ yếu thâm canh cây chè với diện tích chè tương đối lớn, đạt trên 1.800 hectare. Sản lượng chè hàng năm đạt hơn 15.000 tấn. Đặc biệt có một loại chè mà người Nghệ An ai cũng biết đến, đó là chè gai. Ngày nào cũng vậy, gia đình ông Trần Văn Miên ở xã Long Sơn, huyện Anh Sơn đều có thói quen uống nước chè gai. Chè gai là do người dân xã Cao Sơn trồng, còn ở vùng đất Long Sơn cũng trồng được chè, nhưng hương vị sẽ không ngon như chè được trồng ở xã Cao Sơn. Nên hàng ngày gia đình ông đã dành ra một khoản tiền để mua chè gai. Khi ấm chè đã thơm phức, ông lại gọi thêm bạn bè hàng xóm sang thưởng thức và cùng đàm đạo về chuyện làm ăn, chuyện dạy bảo con cháu. Thế rồi, hương vị chè gai cứ thế ngấm dần theo năm tháng một cách tự nhiên. Mà nói theo cách dân dã của bà con là nghiện chè gai từ lúc nào chẳng rõ. Hằng ngày là dân bà con trong quan trọng là tụ tập lại một nhà đó là để uống nước chè. Qua cái uống nước chè là thể trao đổi những cái chuyện về sản xuất, tiền nông thôn, nuôi dạy con cái. Về cái chè gáy là uống đậm đặc, ngon. Mà sau khi nhâm nhi đây là cảm thấy ngọt. Cho nên là tôi nghiện luôn. Sáng nào thì đi thể dục về là cứ mân một ẩm cái đó, uống một cốc xong rồi bắt đầu khi nó mới làm cơm, làm nước. Cho nên là nói về cái chè gáy như là hẳn một cái sản phẩm nổi tiếng. Ở huyện Anh Sơn, chè xanh nói chung được trồng ở nhiều xã, nhưng chè gai thì chỉ trồng được ở xã Cao Sơn. Vì chỉ có chất đất và khí hậu vùng này mới làm cho chè gai ngon hơn và thơm hơn ở những nơi khác. Nếu đem giống chè gai sang trồng ở vùng khác thì sẽ không giữ được vị thơm ngon đặc trưng. Xuất xứ của chè gai thì chỗ này ngày xưa thì có một cái chè gai tại xã Lĩnh Sơn. Thì nhân dân Cao Sơn từ ngày xưa là từ xã Cao Sơn từ Nguyễn Thủy là từ năm 1963-65 đó thì là tách ra từ xã Lĩnh Sơn thì vào ở vùng này cánh tác sản xuất chè xanh, thì lấy chè xanh ở Cao Sơn đem ra chợ gái bán, thì do vậy nó có cái tên gọi là chè gái. Địa danh gái thì ở xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn, nhưng mà thực tế là chè của từ đá thổ phân khi sản phẩm chè xanh thì đó là đều là sản phẩm của nhân dân Cao Sơn bán tại đó. Do vậy là có xuất xứ tại chè gai. Gia đình bà Trần Thị Tâm ở xóm 5, xã Cao Sơn trồng chè gai từ 40 năm nay. Hầu như ngày nào gia đình bà cũng hái chè để bán và chẳng khi nào hết chè cả. Nhờ chăm sóc tốt nên những cây chè đã 40 năm tuổi này cứ tiếp tục cho thu hoạch, kể cả những năm tiếp theo cũng chưa phải trồng mới. Ngày trước có con cái hái cùng, thì một ngày gia đình bà hái được cả 100 bó chè. Dịp này một mình bà hái, nên mỗi ngày chỉ được khoảng 40 bó. Với giá bán là 6.000 đồng một bó,
thì một ngày bà thu về được 240.000 đồng. Vậy là gia đình bà có thêm tiền để trang trải cuộc sống, lo cho con cái ăn học. Thì trên thận nhà trang trại của gia đình tôi thì nói chung là cha mẹ tôi khi chuyển dân vô năm sau chuyện đến giờ là trong tre, tôi lợn lẽ nùng nhớ con tre cha mẹ tôi là nói tôi nói với tôi khó lợn nùng nhớ con tre đi để tôi là lấy chồng sinh con này cả ai thường nhớ con tre mà vừa nãy cả. Tre gai có đặc điểm là lá hơi nhỏ nhưng răng cưa ở mép lá rất dày và giòn. Tre gai cao hơn có đặc điểm là một là cái màu của cái cành tre, cành tre nó vàng sáng. Hai nữa cái lá tre thì nó vừa phải. Đặc biệt là nó dày, cái chiều dài nó dài, nó giòn. Hai nữa cái mật độ răng cưa đậm ở hai bên này tương đối đen và nhỏ mới nhỏ. Hai nữa là đặc điểm là nó giòn, nó bẻ vào ra nghe một tiếng rắc rất nhẹ. Khi hái chè gai, người dân chỉ dùng tay bẻ, chứ nhất định không dùng dao hay dùng liềm hái như ở một số nơi khác. Chè gai chỉ được trồng một cách duy nhất từ thời cha ông cho đến giờ vẫn vậy. Đó là tra hạt. Khi gieo hạt xong thì tấp tủ bằng cỏ tranh, cây cỏ, không sử dụng thuốc trừ sâu hay phân hóa học. Vì thế chè gai rất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dùng. Chè gai có thể cho thu hoạch từ 70 đến 80 năm. Vậy nên ở Cao Sơn có rất nhiều vườn chè gai với hàng chục năm tuổi. Trải qua bao nắng mưa, cứ thế cây chè gai bám trụ trên mảnh đất này và đem lại nhiều lợi ích cho người dân. Cũng bởi vậy, bà con cũng rất yêu quý cây chè, đã dành rất nhiều thời gian và công sức để chăm sóc chè. Để có được bát nước chè gai thơm ngon thì đòi hỏi những yêu cầu chế biến riêng. Rửa sạch chè gai, cành lá để nguyên, không vỏ nát như một số nơi khác, rồi cho vào ấm. Lấy nước từ giếng lên đun thật sôi bằng củi tre, rồi đổ vào om chè. Nếu nấu chè gai với nước giếng gai thì nước chè sẽ có vị thơm ngon đặc biệt. Đây cũng là cách om chè gai đã được đúc kết qua rất nhiều thế hệ. Dân vùng chè gai và người xứ Nghệ nói chung uống chè rất đặc. Đặc đến mức bà con ví là cắm đũa vào, đũa sẽ không đổ. Nước chè gai có màu vàng sánh như mật ong, hương thơm dịu, thanh, có thể cảm nhận từ xa. Chè gai được mọi người dân ưa thích vì uống vào lúc đầu thấy chát, chốc ngấm vào thấy ngọt ngọt. Người nghiện chè xanh sáng sớm chưa ăn gì, chỉ uống 3 đến 4 bát rồi đi làm việc mà không hề say chè. Người đau lưng mỏi gối vì lao động mệt nhọc, nếu pha mật mía với chè gai nấu thật đặc, uống vào sẽ thấy khỏe ngay. Nếu có điều kiện hơn, cho thêm một thìa mật ong thì như thần dược vậy. Cây chè gai là đặc sản bởi vì nó có đặc trưng riêng về hương vị mà không loại chè nào có được.
Hơn nữa, chè gay rất phù hợp với không gian dân dã ở vùng nông thôn, cũng như thói quen thưởng thức của người dân. Anh em ruột thịt chân tay, như gốc với rễ, như cây với cành. Con nơi nhớ kỳ điều này, cơm thối nhỏ lửa thì nấu đứng khỏi cây. Chợ Nhãn, xã Cao Sơn chỉ họp vào buổi sáng. Tại đây có khoảng 10 điểm thu mua chè gay. Họ cũng là người dân trong xã, nhưng do có ít diện tích chè nên phải ra chợ để thu mua chè. Sáng sớm, người dân đưa chè đến bán. Nhận tiền xong thì ghé vào chợ mua sắm, rồi về nhà và tiếp tục công việc đồng áng. Ngày hôm qua là mẹ con tôi thì bẻ được có 20 chè ra chợ cái nhà đấy bạn được 13 ngàn. Vẫn đảm bảo đời sống cho gia đình. Dọc theo đường Hồ Chí Minh có khoảng 8 điểm thu mua chè gay. Các điểm này đã đầu tư cả ô tô và bố trí nhân lực để vận chuyển chè gay đi nơi khác bán. Tại đây người dân thường nhập chè vào cuối ngày. Trên đường đi làm về, bà con chở chè trên mọi phương tiện đến nhập cho các tư thương. Người dân nơi đây trọng lối sống công bằng, không muốn sự thiệt hơn. Vì thế, nếu có 100 bó chè thì bà con không nhập luôn cho một điểm mà sẽ nhập cho 2 đến 3 điểm. Em thu mua của bà con ở đấy một ngày là khoảng 5-600 đến 700 bó như đó. Và em vận chuyển từ Anh Sơn xuống Vinh để bán. Đường xá đi lại thuận tiện, hệ thống chợ, phương tiện đi lại đầy đủ, nên người dân bây giờ bán chè rất dễ. Ở Cao Sơn, từ lâu cây chè gay đã trở thành cây chủ lực trong phát triển kinh tế. 100% người dân trong xã đều trồng chè gay. Nhà ít thì 5 đến 6 sào, nhà nhiều thì 2 đến 3 hecta. Toàn xã Cao Sơn có 458 hecta chè gay. Lợi nhuận mà cây chè đem lại cho xã mỗi năm đạt 19 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay người trồng chè vẫn đang gặp một số vấn đề như giá cả thấp, tình trạng chè vùng khác lợi dụng thương hiệu chè gay để dễ tiêu thụ. Để cây chè gay phát huy hơn nữa hiệu quả kinh tế cũng như các giá trị nhân văn khác, trong thời gian tới, huyện Anh Sơn cần có các giải pháp để xây dựng và quảng bá thương hiệu cho chè gay, mở rộng thị trường tiêu thụ ra các tỉnh thành Bắc, Trung, Nam. Tiếp tục mở rộng diện tích trồng chè, trang bị kiến thức sản xuất chè sạch, chè an toàn cho bà con để tạo ra sản phẩm chè gay chất lượng tốt hơn nữa, chuyển chè gay từ sản phẩm nông nghiệp thành hàng hóa thương mại. Huyện hết sức là quan tâm. Và thứ nhất là sẽ chỉ đạo địa phương tiếp tục là giữ vững cái thương hiệu, đảm bảo là chè vừa sạch vừa ngon. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì người tiêu dùng hết sức quan tâm đến cái vệ sinh an toàn thực phẩm, cái thương hiệu. Và vừa đảm bảo được cái thương hiệu thì tăng cường tìm cái thị trường đầu ra để rồi cho nhân dân có một cái ổn định trong cái sản xuất và yên tâm trong cái tiêu thụ sản phẩm. Trong thời kỳ kinh tế phát triển và tính cạnh tranh cao, trên thị trường đang có nhiều sản phẩm chè xanh. Chè gay ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, người dân xứ Nghệ vẫn ưa chuộng chè gay bởi hương vị thơm ngon đặc biệt, rất phù hợp với nhu cầu thưởng thức của người dân xứ Nghệ. Và quan trọng hơn, chè gay là sản phẩm được kết tinh từ hồn đất, hồn nghề,
hồn người của vùng đất Cao Sơn. Và cũng chính mảnh đất Cao Sơn của huyện Anh Sơn trở thành địa danh được biết đến nhiều vì có cây chè ngay nổi tiếng.